còn phải biết tìm sự hài hòa giữa tâm và quyền. Tấn công không luôn là chiến thuật, mà là sự phối hợp giữa cương và nhu, chuyển bại thành thắng. Còn phải lấy chính nghĩa làm đầu, đừng bao giờ khuất phục trước sự bất chính. Đất nước này đang cần con, và con sẽ cần đất nước này. Ces abrutis pensent qu'on va changer l'histoire. Coup de pied, coup de poing. On va traquer contre des armes de feu. Ce sont des milliers de soldats. Ce ne sont que des paysans affamés. Nous n'avons rien à craindre. Bande d'imbéciles vous êtes. Avec la volonté de se battre et la capacité de le faire, vaincra toujours 10 hommes sans l'une ni l'autre. Il faut capturer Loc Nguyen. Oui. Em muốn học võ. Cương nhu phối triển, mềm lỏng như nước, vững chắc như thái sơn, mộc mạc như lũy tre làng ta. Em quá mạo hiểm như vậy. Nhưng em học võ cũng vì anh dạy em, là để em bảo vệ chính mình. Một anh phải bảo vệ đất nước.